Đoàn An Điều Dưỡng 16 Núi Cốc là một trong 15 đoàn An Điều Dưỡng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đoàn được Bộ Quốc phòng và Quân khu giao nhiệm vụ đón và phục vụ các đối tượng khách đến an dưỡng, điều dưỡng theo tiêu chuẩn của quân đội, tổ chức các hội nghị hội thảo của cơ quan tổ chức và phục vụ đối tượng khách tham quan du lịch ngoài quân đội. Xác định các đối tượng khách đến với đơn vị là các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu. Chúng tôi trên quan điểm là thế hệ sau phục vụ các thủ trưởng đi trước, cho nên hết lòng, tận tâm, tận lực. Quan điểm là khách đến thì niềm nở, khách ở thì tận tình, khách về thì mọi bề chu đáo. Chúng tôi đã trong những năm qua đã được thủ trưởng các cấp cũng như các đoàn khách là đánh giá cao trong công tác phục vụ. Bên cạnh đó thì chúng tôi tăng cường giáo dục cái tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan chiến sĩ đối với các đối tượng khách. Mặc dù trải qua nhiều biến động, nhất là về công tác tổ chức, biên chế, địa điểm đóng quân, song thời gian qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn An Điều Dưỡng 16 luôn đoàn kết, đồng lòng, được cấp trên, đơn vị bạn, địa phương tin tưởng giúp đỡ. Đây là cơ sở để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định là một đoàn an dưỡng chất lượng về mọi mặt. Tôi đã đi du lịch và nghỉ dưỡng nhiều nơi. Ở đây thì tôi thấy sự niềm nở và mến khách của các bạn. Mà các bạn không chỉ mang tính nghiêm túc lịch sự của một đơn vị quân đội mà hầu như các bạn cũng không thể làm cho chúng tôi phật ý. Và về đây nghỉ dưỡng thì chúng tôi thấy sự thân thiện như chính là gia đình của mình. Đoàn hiện có hơn 140 phòng nghỉ, có thể phục vụ được 280 lượt người một đợt. Bến tàu gồm 3 tàu thủy, 1 cano phục vụ khách tham quan du lịch trên hồ Núi Cốc. Hàng năm, đơn vị đã đón và phục vụ hơn 10.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng tham quan du lịch. Đặc biệt, đoàn đã vinh dự được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội đến tham quan và nghỉ dưỡng, phục vụ hàng chục vạn lượt cán bộ đến an dưỡng, hàng trăm hội nghị của Bộ Quốc phòng, của quân khu và các đơn vị khác. Lãnh đạo chỉ huy đoàn thường xuyên giáo dục, động viên cán bộ nhân viên trong đơn vị khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ trong công tác phục vụ, chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phong cách tác phong công tác để nâng cao chất lượng phục vụ an dưỡng cả vật chất lẫn tinh thần. Và trong những ngày này, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã phát động cái phong trào thi đua, một trong những cái biện pháp để nâng cao chất lượng phục vụ cho các đối tượng đến đơn vị an dưỡng. Đối với đoàn An Điều Dưỡng 16 Núi Cốc, đối với cán bộ nhân viên là thi đua lập thành tích, bảo đảm tốt, phục vụ tốt, xây dựng đơn vị tốt để cho cán bộ nhân viên là thấy cái trách nhiệm của mình nó cụ thể. Những kết quả và kinh nghiệm trên là cơ sở, nền tảng vững chắc để cán bộ nhân viên của đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đây cũng là tiền đề quan trọng để giá trị thương hiệu Đoàn An Điều Dưỡng 16 sẽ trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ đối với cán bộ, gia đình cán bộ trong toàn quân mà còn của đồng bào du khách cả nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, góp phần đẩy mạnh phát triển ngành du lịch cả nước. Bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, rồi kết hợp với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, rồi thực hiện chỉ thị của quân khu về xây dựng chi bộ 4 tốt 3 không, thực hiện 3 nội dung, 3 đề cao 5 chống, thì tất cả những cái nội dung đó cũng là nhằm giáo dục, động viên cho cán bộ nhân viên chiến sĩ về truyền thống của quân đội, truyền thống của quân khu và truyền thống của đơn vị, để phát huy hơn nữa và nâng cao hơn nữa cái trách nhiệm trong công tác chuyên môn. Người đơn giản ngóng trông núi cao đợi nước, nước không tới bờ, tình yêu đau đớn đợi chờ ngàn năm cách mặt, bây giờ gặp nhau mặt hồ in bóng núi cao, một con đập nối nhịp cầu thương yêu, từ nay sớm sớm chiều chiều nước ôm lấy núi. Cảm giác nhẹ trôi trên dòng sông Công, được ngắm nhìn thiên nhiên bát ngát bên những người thân và bạn bè, hòa mình vào những câu chuyện huyền thoại của xứ sở thần tiên, nàng Công, chàng Cốc, tình người với người trở nên hòa hợp và gần gũi nhau hơn. Vẳng nghe những câu hát vang lên trên dòng sông Công, du khách sẽ như đắm chìm trước vẻ đẹp của hồ Núi Cốc huyền thoại và nên thơ này. Đem lòng thương nhau.
giữ là